Rồi, để làm được video mà có sử dụng xóa nền để phục vụ cho cái việc giảng dạy soạn bài online của chúng ta, thì đầu tiên các bạn sẽ tải cái app cấp kích về trước. Sau đó các bạn sẽ lên Google, các bạn sẽ tìm những cái phông xanh, những cái nền mà các bạn muốn. Thì ở đây thì mình có thể dùng ở đây là một cái bảng xanh như thế này, hoặc các bạn có thể dùng một cái hình nền nào đó mà chúng ta ghép vào thì chúng ta tải về trước. Sau đó các bạn sẽ quay trước một cái video như thế này. Rồi, sau đó các bạn sẽ vào trong app CapCut nè. Rồi các bạn vào dự án mới. Sau đó các bạn chọn cái hình, cái phông, cái nền ở phía sau mà chúng ta muốn. Ở đây mình chọn cái bảng nè. Rồi bấm thêm. Rồi, các bạn sẽ nhìn xuống phía dưới thanh công cụ ở cái ký hiệu thứ năm, các bạn sẽ thấy cái chữ lớp phủ. Các bạn chọn vào lớp phủ. Sau đó bấm vào thêm lớp phủ. Chúng ta sẽ chọn cái video mà chúng ta đã quay trước đó, bấm thêm vào. Rồi, sau đó ở dưới phía thanh công cụ các bạn sẽ kéo qua, các bạn thấy có cái ký hiệu là xóa nền. Xóa nền đây. Các bạn bấm vào. Đấy, thì sau khi xóa nền chỉ còn lại cái con người của chúng ta như thế này, thì các bạn có thể thu phóng theo cái kích thước mà các bạn muốn sao cho nó có thể nó cân đối với lại cái phông ở phía sau, hoặc là các bạn muốn đặt bên trái bên phải sao cũng được hết. Được chưa? Rồi, ở vị trí ở hai cái thanh trượt này nè, thì ở cái phần cái phông ở phía trên các bạn sẽ thấy là nó còn ngắn, các bạn sẽ kéo nó ra cho cái chiều dài nó dài bằng với lại cái video. Rồi nếu như các bạn không thích cái phần logo của cái phần app nằm ở phía cuối video ấy, thì các bạn bấm vào chữ phần kết nè, xong các bạn bấm vào xóa. Rồi, giờ chúng ta chạy thử nha. Chào mừng các em học sinh đã đến với lớp học trực tuyến môn âm nhạc lớp 5. Đó, sau đó các bạn bấm nhìn lên phía trên của cái góc màn hình phía bên tay phải có dấu mũi tên đi lên á, bấm vào thì nó sẽ xuất ra cái video của mình. Rồi, sau đó các bạn thấy chữ đã xong cũng ở vị trí lúc nãy, bấm vào đã xong. Rồi, như vậy là mình đã làm xong hướng dẫn cho các bạn cách để làm video như vậy rồi. Chúc các bạn sẽ thành công nha.